Mới đây, Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố Berlin không thể lập tức cấm vận mặt hàng dầu khí của Nga mà không gây ra tình trạng đói nghèo hàng loạt ở Đức. Bộ trưởng Kinh tế Đức cho hay, việc cắt nguồn cung năng lượng từ Nga ngay lúc này sẽ giáng đòn mạnh vào kinh tế Đức và khiến cuộc sống của người dân bình thường trở nên khổ sở bởi sự phụ thuộc của Đức vào các nhiên liệu hóa thạch của Nga vẫn ở mức tương đối cao. Châu Âu đang chịu áp lực phải áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Nga để đáp trả việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ủy ban châu Âu EC tuần trước có nói rằng họ sẽ giảm dần tiến tới xóa bỏ sự phụ thuộc vào dầu khí và than đá của Nga vào năm 2030. Tuy nhiên, khác với Mỹ và Anh, EU chưa áp dụng lệnh cấm tức thời liên quan đến hoạt động nhập khẩu năng lượng từ Nga. Các quan chức EU cho biết, các nước thành viên phải xử lý vấn đề giá năng lượng tăng cao và phải bổ sung kho dự trữ khí đốt trước mùa đông. Các nhà chức trách Nga mới đây đã khuyến nghị đối với các công ty nước ngoài dự định rút khỏi nước này có khả năng có thể bị mất đi quyền sở hữu các tài sản tại Nga. Các nhà chức trách Nga vốn đang phải đối mặt với thảm họa kinh tế tiềm tàng khi các lệnh trừng phạt của phương Tây bắt đầu có hiệu lực, đã khuyến nghị với các công ty nước ngoài dự định rút khỏi nước này về khả năng có thể bị mất quyền sở hữu các tài sản tại Nga. Các công tố viên Nga đã đưa ra khuyến nghị đối với một số doanh nghiệp nước ngoài thông qua các cuộc gọi, gửi thư và thậm chí cả trực tiếp, bao gồm Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, IBM và John Brands, công ty mẹ của KFC và Pizza Hut. Họ cho hay các doanh nghiệp nước ngoài có thể mất quyền sở hữu đối với những tài sản ở Nga, bao gồm cả tài sản về trí tuệ. Tổng thống Mỹ phê duyệt viện trợ 13,6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ngày 15 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật tài trợ của chính phủ lưỡng đảng thành luật, giữ cho chính phủ hoạt động và cung cấp khoản tiền tài trợ lịch sử 13,6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Các nghị sĩ Mỹ trước đó hoàn tất dự luật chi 13,6 tỷ đô la Mỹ viện trợ khẩn cấp nhân đạo và quân sự cho Ukraine, tăng gần gấp đôi so với đề xuất 6,4 tỷ đô la Mỹ của chính quyền Tổng thống Biden. Khoản hỗ trợ là một phần dự luật chi tiêu trị giá 1.500 tỷ đô la Mỹ cho chính phủ Mỹ đến hết tháng 9. Khoản tiền này có 6,5 tỷ đô la Mỹ cho Lầu Năm Góc để trang trải chi phí điều quân đội Mỹ tới các nước đồng minh ở sườn đông của NATO, cung cấp hỗ trợ tình báo cho Ukraine. Ngày 15 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết đang thụ lý điều tra vụ việc sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, Tổng Công ty VEC, Ban Quản lý Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan. Vụ án này đang được điều tra ở giai đoạn 2, sau khi giai đoạn 1 kết thúc với việc hàng loạt bị can đã bị đưa ra xét xử trước đó. Về cá nhân, Cơ quan Điều tra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với ông Trần Văn Tám, nguyên Tổng Giám đốc Công ty VEC, nguyên Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng hậu quả nghiêm trọng. Vào ngày 16 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Lê Chân của thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ 9 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, tối ngày 5 tháng 3, hàng chục thanh niên điều khiển xe máy kẹp 4, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển qua đường Võ Nguyên Giáp, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, mang theo nhiều vũ khí như dao phóng lợn, tiếp sắt, giật đuổi nhau vào bên trong bãi gửi xe thuộc trung tâm thương mại An Mo. Sự việc khiến tuyến đường Võ Nguyên Giáp ùn ứ, nhiều người tham gia giao thông bất an vì mất trật tự xã hội, tiềm ẩn xảy ra hỗn chiến, gây thương tích. Ngày 15 tháng 3, băng nhóm đạo trích của Nguyễn Văn Đức, 21 tuổi, Nguyễn Anh Quyết, 18 tuổi, bị Công an thị xã Kỳ Anh khởi tố bắt tạm giam 2 tháng về tội trộm cắp tài sản, theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự. Người thứ ba do 16 tuổi, chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự, giao cho gia đình giáo dục. Theo kết quả điều tra, đầu tháng 2, ba người thường chở nhau bằng xe máy đi tuần ở các nơi thờ tự ở thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh. Thấy đền, chùa nào sơ hở, ít người ra vào, họ đột nhập tiếp cận két sắt, dùng búa đinh phá ngay tại chỗ. Rạng sáng ngày 6 tháng 3, khi đột nhập đền thờ xã Kỳ Ninh phá két sắt lấy gần 4 triệu đồng, nhóm của Đức bị cảnh sát lần ra hành tung. Cơ quan điều tra xác định trong một tháng, ba đạo trích gây ra 5 vụ lấy đi gần 20 triệu đồng. Mới đây, trong một bài đăng trên Twitter, tỷ phú Elon Musk đã khuyên mọi người nên sở hữu những loại tài sản vật chất như nhà đất hay cổ phiếu trước tình hình lạm phát đang tăng cao. Bên cạnh đó, người giàu nhất hành tinh tuyên bố sẽ không bán lượng lớn Bitcoin, Ethereum hay Dogecoin mà ông đang sở hữu. Tuy vậy, những thuyết mới không tạo ra ảnh hưởng lớn đến thị trường tiền số như Elon Musk đã từng làm trước đây. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ trên mảng điện tử. Nhiều nhóm cổ phiếu tăng phi mã mạnh như nhóm cổ phiếu dầu khí, thép, phân bón hay thủy sản, bất chấp thị trường liên tục lình xình quanh 1.500 điểm.
Vâng, như anh Lâm chia sẻ thì rõ ràng nhóm cổ phiếu của những ngành trên đang hưởng lợi. Điều đó cụ thể như nào? Mời quý vị đến với phần ghi nhận ngay sau đây của phóng viên VTV qua chuyên mục ống kính tâm chấn. Thời gian vừa qua, VN Index liên tục giằng co và không chinh phục được mức cản tâm lý ở 1.500 điểm. Theo các chuyên gia, đây là diễn biến tất yếu trong bối cảnh thiếu vắng thông tin trong nước. Chúng ta kỳ vọng vào một cái nền kinh tế tăng trưởng cao nhờ cái mức nền thấp năm 2021 và chúng ta đang thực hiện từng bước mở cửa lại cái nền kinh tế hậu Covid. Chúng ta có một cái chính sách tiền tệ nới lỏng với các cái lãi suất điều hành vẫn ở mức thấp và cái định hướng tăng trưởng tín dụng cũng như là cung tiền M2 của ngân hàng nhà nước là tương đối cao, đâu đấy khoảng 12-14%. Chúng ta có một cái chính sách tài khoá mở rộng với cái định hướng tăng đầu tư công của chính phủ cũng như là kỳ vọng vào cái gói kích thích kinh tế trị giá 350.000 tỷ mà đang được triển khai. Thế thì tổng hòa những cái yếu tố như vậy thì những cái yếu tố thông tin trong nước đang ủng hộ cho thị trường trong một cái xu hướng tăng, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà cái tăng trưởng lợi nhuận của các cái doanh nghiệp niêm yết vẫn tương đối là tốt. Ngay cả trong giai đoạn năm 2020-2021 khi mà các doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì cái mức nền tăng trưởng lợi nhuận cũng đâu đó trên dưới 20% và chúng ta hoàn toàn có cơ sở là cái mức tăng trưởng trong năm 2022 có thể sẽ là cao hơn. Tuy nhiên là thị trường cũng đang chịu ảnh hưởng bởi nhiều những cái yếu tố tiêu cực và chủ yếu là những cái yếu tố bên ngoài, yếu tố ngoại biên. Trong đấy có hai cái yếu tố chính mà chúng ta có thể kể đến là cái việc Fed tăng lãi suất cũng như là cái xung đột giữa Nga và Ukraine. Mặc dù Việt Nam không có tỷ trọng xuất nhập khẩu cao với hai quốc gia Nga và Ukraine, nhưng cuộc xung đột này sẽ đem lại một số cơ hội đầu tư trên thị trường. Họ sẽ có một số các cái mặt hàng xuất khẩu mạnh như là thép, phân bón, dầu khí và lương thực thực phẩm. Thì khi cái nguồn cung gián đoạn nó sẽ gây nên giá hàng hóa tăng cao. Nhờ đó thì nó sẽ tạo ra một số các cơ hội đầu tư. Những cái cổ phiếu nào được hưởng lợi từ việc giá hàng hóa của một số mặt hàng đó tăng cao thì sẽ là cơ hội đầu tư ngắn hạn trên thị trường chứng khoán. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã ngay lập tức đẩy giá dầu thế giới vượt mức 100 đô la Mỹ một thùng, có lúc chạm đỉnh 130 đô la Mỹ một thùng. Điều này giúp giá cổ phiếu dầu khí thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư. Cuộc xung đột này dẫn đến một thực tế là giá dầu đã tăng rất cao, có thời điểm cao nhất là 130 đô và đang ở một cái nền cao khoảng 110 đến 115 đô hiện nay. Chúng tôi nhận thấy rằng là nhóm cổ phiếu dầu khí tại Việt Nam cũng như trên thế giới đã tăng giá rất là mạnh. Và trong khoảng tầm 2-3 tuần phiên trở đây thì cái diễn biến giá của nhóm cổ phiếu này có tín hiệu giảm nhiệt khi giá dầu trên thế giới cũng có sự điều chỉnh. Và cái quá trình điều chỉnh của các cổ phiếu này đã diễn ra 2-3 phiên trở đây. Mặc dù vậy thì dòng tiền vẫn giao dịch ở nhóm này tương đối lớn và do đó thì cái quá trình điều chỉnh này có thể nó chỉ là ngắn hạn. Bên cạnh đó, một số ngành khác cũng được hưởng lợi từ cuộc xung đột Nga-Ukraine như thép, phân bón và thủy sản. Căng thẳng giữa Nga và châu Âu leo thang thì cái việc mà Nga có khả năng là châu Âu sẽ ngừng nhập cái sản phẩm thép từ Nga và Việt Nam là một trong những cái nước sẽ được hưởng lợi chính. Ukraine và Nga cũng đều là hai nước mà có cái thị phần phân bón khá là lớn, nằm trong top những cái nước sản xuất phân bón của thế giới. Thì khi mà nguồn cung từ hai nước này bị hạn chế thì lập tức là giá phân bón tăng. Và Việt Nam của chúng ta thì giá phân bón Việt Nam của chúng ta thì cũng có một cái sự diễn biến khá là đồng pha với giá phân bón quốc tế. Trong ngắn hạn, tâm lý nhà đầu tư có thể sẽ còn thận trọng trước sự phức tạp của sự kiện trên. Tuy nhiên, về dài hạn thì nhiều khả năng sự kiện này sẽ ít tác động tới thị trường Việt Nam khi căng thẳng hạ nhiệt và các bên tiến tới các thỏa thuận hòa bình. Anh Lâm này, qua ghi nhận trên thì tôi chưa thấy điểm danh nhóm tên cổ phiếu vua, tức cổ phiếu ngân hàng sẽ được lợi trong cuộc xung đột này đúng không? Trong vòng một tháng nay thì giá cổ phiếu ngành ngân hàng bị sụt giảm mạnh, điển hình như MB Bank, Techcombank, Vietcombank hay Oricombank giảm từ 8 đến 9%. Cổ phiếu của nhiều ngân hàng khác có mức giảm hơn 10% như Liên Việt Postbank, Vietinbank hay HDBank. Dù cho rằng danh mục đầu tư khó tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực trong ngắn hạn bởi căng thẳng giữa Nga và Ukraine, nhưng có đơn vị vẫn tập trung đầu tư cổ phiếu của công ty thuộc những ngành có lợi thế cạnh tranh bền vững, hưởng lợi từ tăng trưởng dài hạn của kinh tế Việt Nam, bao gồm ngân hàng. Vậy có nghĩa chúng ta có thể hiểu thị trường giảm sâu sẽ là cơ hội để mua vào những cổ phiếu tốt với giá rẻ hơn. Trong thực tế, một số quỹ ngoại cũng liên tục gom cổ phiếu của các ngân hàng. Cụ thể, theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE, thì ngày 8 tháng 3, nhóm quỹ Dragon Capital do bà Trương Ngọc Phương là đại diện đã mua 1,25 triệu cổ phiếu STB.
nâng tỷ lệ sở hữu 95,2 triệu cổ phiếu, tương đương với 5,05% vốn tại ngân hàng này. Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này dành cho các nhà đầu tư quan tâm đến những cổ phiếu ngành này. Còn giờ xin được chuyển sang thông tin khác. Ngày 16 tháng 3, tin từ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình cho hay, đơn vị này đã xử phạt 15 triệu đồng đối với cửa hàng xăng dầu Long Hiếu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Lực Hồng ở xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, khi tự ý ngưng bán mà không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước. Theo đó, cơ sở này có dấu hiệu găm hàng để tăng giá nên trong quá trình kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm. Đăng Facebook cá nhân xin một lần công an bắt được và đúng 9 ngày sau, thanh niên ở Quảng Ngãi được như ý nguyện khi bị xử phạt hàng loạt lỗi vi phạm giao thông. Ngày 15 tháng 3, theo CCTV, Cục Thuế thành phố Thượng Hải đã điều tra nam diễn viên Đặng Luân xác định anh khai gian về các mức thu nhập trong năm 2019-2020, trốn khoản tiền 47,6 triệu nhân dân tệ, tương đương với 7,5 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, anh còn nộp thiếu khoản thu nhập cá nhân gần 14 triệu nhân dân tệ, khoảng 2,2 triệu đô la Mỹ. Mới đây, đơn vị sản xuất sau nhập ngũ năm 2022 đã gửi lời xin lỗi công khai đến toàn thể khán giả vì sự tắc trách của bản thân trong khâu biên tập khi lạm dụng quá nhiều ca khúc, bản nhạc không phù hợp với môi trường quân đội vào tập 2 của chương trình. Được biết, sau khi tập 2 phát sóng, nhiều khán giả đã bày tỏ sự khó chịu và gửi báo cáo về cho đơn vị sản xuất để yêu cầu ekip xem xét việc hạn chế sử dụng những bài hát không phù hợp với môi trường trong quân đội. Lắng nghe tâm tình của khán giả, nhà sản xuất chương trình sau nhập ngũ năm 2022 đã nhanh chóng sửa chữa và hứa sẽ rút kinh nghiệm trong công đoạn biên tập để không xảy ra lỗi tương tự lần thứ hai. Đây cũng là lý do đơn vị sản xuất sau nhập ngũ có bài đăng công khai xin lỗi khán giả ngay trong chiều ngày 15 tháng 3. Trong thời gian qua, trên mạng xã hội Hàn Quốc đăng tải nhiều bài viết bằng tiếng Hàn cáo buộc vaccine COVID-19 làm thay đổi DNA của con người. Những bài viết này còn chia sẻ một số hình ảnh cùng với tuyên bố đây là hình ảnh của một con người bị biến đổi gen do vaccine COVID-19, được dẫn chứng bằng hình ảnh bé trai với khuôn mặt bất thường. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết trên trang web chính thức của mình rằng vaccine COVID-19 không thay đổi hoặc tương tác với DNA theo một cách bất kỳ nào. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết trên trang web chính thức của mình rằng vaccine COVID-19 không thay đổi hoặc tương tác với DNA theo bất kỳ cách nào. Một tìm kiếm được tìm trên GeneEye cho thấy hình ảnh của em bé không bị dị tật ở miệng đã được đăng tải trên mạng năm 2013.